Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê thì trong tháng đầu năm nay, cả nước ước nhập siêu khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 2019 ước tính đạt 20 tỷ đô la, tăng 1,9% so với tháng cuối cùng của năm 2018, tuy nhiên lại giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng trước là hóa chất, rau quả, phương tiện vận tải và phụ tùng dầu thô sắt thép. Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị giảm như điện thoại, linh kiện, hàng dệt may, điện tử, máy tính và linh kiện, các mặt hàng nông sản như cà phê, điều, gạo, v.v. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, điện thoại và linh kiện đạt 2,9 tỷ đô la, giảm 27,5%. Đây là nguyên nhân chính khiến cho kim ngạch xuất khẩu tháng 1 giảm. Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1 2019 ước tính đạt 20,8 tỷ đô la, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số mặt hàng có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn trong tháng 1 2019 là điện tử, máy tính, linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, điện thoại và linh kiện, vải, chất dẻo. Tính chung tháng 1 2019, Việt Nam ước tính nhập siêu 800 triệu đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,6 tỷ đô la. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 1,8 tỷ đô la.